Rồi và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Martini. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục review xe. Và chiếc xe mình lựa chọn hôm nay đó là Valhalla, một con King A mới đầy hứa hẹn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến ngay với phần chỉ số để xem con Valhalla này. Ở đây thì mình đã có chiếc Valhalla gần vàng rồi, chỉ còn thiếu 3 Epic Top Speed thôi. Nhưng mà tốc độ 374 là tốc độ cao nhất Class A rồi. Tăng tốc 82 khá là cao, mình đánh giá cao tăng tốc 82 này. Grip Handling 81 cũng là chỉ số cực kỳ cao, 81 phải gọi là cực kỳ cao. Nitro 59, một chỉ số 59 mình nghĩ là vừa đủ đối với Nitro. Rất nhanh thôi, mình cũng sẽ vào luôn, đó là một trận multiplayer. Như vậy là chúng ta đối đầu với một chiếc Spittle Map và hai chiếc Senna. Ở cái map thẳng như này rất khó để có thể đánh bại được Spittle. Nhưng liệu chúng ta có đánh bại được hai chiếc Senna kia không? Chiếc Spirito kia tốc độ cao và gặp mắt thẳng như này thì bứt tốc lên rất nhanh. Chiếc của mình thì đã bỏ xa được hai em Senna đằng sau kia rồi. Ở map này chúng ta sẽ được trải nghiệm tốc độ cũng như là khả năng tăng tốc của chiếc Valhalla nhiều hơn. Còn không có mấy những pha drift, có ở đoạn cuối thôi. Nitro tương đối là vừa đủ, không quá nhiều mà cũng đủ để dùng. Khả năng tăng tốc thì tuyệt vời, tăng tốc rất nhanh. Đây là drift, mình thấy khá là mượt, khá là đều tay, không bị vào sâu quá như Senna mà cũng không bị trôi quá như những con xe Henley cùi. Ta chưa thắng được Speedito ở trong map này, khá là khó. Tuy nhiên chúng ta sẽ đến ngay vào đầu thứ hai. Như vậy là trận này chúng ta gặp những đối thủ dễ hơn, không có Speedito nữa ở map Thượng Hải. Giai đoạn đầu này thì khả năng tăng tốc của con Valhalla rất nhanh, cho nên là vượt lên đầu không có khóa quá khó ở giai đoạn đầu này. Khả năng tăng tốc cực kỳ tuyệt vời luôn. Tốc độ thì cao. Và mình đã bỏ xa những con xe khác. Chiếc Valhalla 6 sao này đua rất là mượt tay, không hề có vết xước, xứng đáng là con King A. Trước đây thì mình cũng đã hoài nghi là nó có thể ăn được Pagani hay không. Nhưng bây giờ sau hai ván đấu vừa rồi, đây cũng là lần đầu tiên mình đua luôn, và mình khẳng định là chiếc xe này thật sự là có thể đạp được Pagani Huayra sang bên luôn. Khả năng tăng tốc của nó quá bá, mà tốc độ của nó thì là cao nhất Class A. Drift thì rất là mềm tay, còn Nitro không nhiều như Pagani nhưng mà nó lại là vừa đủ để bạn dùng. Trận đấu này mình tiếp tục gặp thêm một Speedito Max. Đây là map New York và hai chiếc Senna. Rẽ handling của nó cực kỳ tốt. Bo cua cực mượt, mà sau cú cua đấy mình tăng tốc lên với Nitro đỏ. Không tốn quá nhiều, không tốn thể thực sự là không tốn quá nhiều thời gian để lên được tốc độ max. Và nãy giờ đối thủ vẫn chưa vượt được mình, bởi vì trong map này con Valhalla đang làm khá là tốt. Rất mượt luôn. Từ drift cho đến tăng tốc, nó tăng tốc cực kỳ nhanh. Tốc độ 374 cũng là một tốc độ khá là xịn sò đấy. Hứa hẹn là đạp đổ nhiều chiếc Class S đấy.
với cái tăng tốc như thế này, bộ chỉ số khá là hoàn hảo trước Van Hala, để chiếc xe mình khá là ưng. Và sau đây mình sẽ để lại vài đánh giá về chiếc xe này. Mong rằng qua 3 ván đấu thì các bạn có thể nhìn cái nhìn khá là khách quan về chiếc xe này.